Hôm qua, đoàn thanh niên công an cửa khẩu, chi cục hải quan sân bay, cảng vụ hàng không miền Nam, cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất phối hợp tổ chức lễ ra quân đội tình nguyện cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Dự báo giai đoạn phục vụ cao điểm Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, tại sân bay Tân Sơn Nhất, mỗi ngày sẽ có từ 700 đến 900 chuyến bay với lưu lượng hành khách trung bình khoảng 135.000 đến 140.000 người một ngày. Do đó, việc ra mắt đội hình thanh niên tình nguyện từ ngày 26 tháng 12 năm 2023 đến ngày 19 tháng 2 năm 2024 với hàng trăm lượt đoàn viên thanh niên tham gia, hứa hẹn sẽ hỗ trợ tối đa cho hành khách tại cửa khẩu. Để hỗ trợ tốt nhất các hành khách, đội tình nguyện đặt các bảng và bàn hỗ trợ tại hai khu vực nhà ga đi và đến. Các đối tượng được hỗ trợ bao gồm kiều bào, người già, phụ nữ và trẻ em. Theo chương trình phối hợp thực hiện, lực lượng đoàn thanh niên các đơn vị sẽ phổ biến pháp luật về xuất nhập cảnh, an ninh an toàn hàng không, khai báo hải quan, tăng cường hướng dẫn, tuyên truyền cho hành khách tham gia đăng ký và sử dụng hệ thống cổng kiểm soát xuất nhập cảnh tự động AutoGate. Cái công tác tình nguyện của công an cửa khẩu đã được diễn ra hàng năm với nòng cốt là lực lượng đoàn viên thanh niên. Tại đây chúng tôi sẽ hỗ trợ hành khách nhập xuất cảnh nói chung và kiều bào nói riêng nhập xuất cảnh qua cửa khẩu sân bay Tân Nhất được một cách nhanh chóng, thuận lợi và an toàn. Đoàn tụ nhanh chóng với gia đình trong cái dịp Tết đến xuân về. Đội hình thanh niên tình nguyện cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất năm 2024 là một trong những nhịp cầu lan tỏa tinh thần xung kích của thanh niên với những hành động có ý nghĩa, giàu tính nhân văn. Đó là hỗ trợ cho hành khách nhập xuất cảnh qua cửa khẩu một cách nhanh chóng, thuận tiện, đúng theo quy định của pháp luật, không để hành khách phải chờ đợi lâu, đặc biệt là không để hành khách chậm trễ chuyến bay do thủ tục, không kịp đoàn tụ được gia đình người thân trong dịp Tết đến xuân về.